sớm thứ ba đang trên đường đi Las Wow. sáng nay thì đi lúc 5:45 sáng. Còn là núi còn Cảnh sương đẹp quá, mù sương mù đẹp, lên nha, có mấy đỉnh núi á, nhìn rất ở dưới xa xa là xe lửa, đẹp. xe lửa phía dưới chở hàng quá. Trên đỉnh núi thì sương mù Nhìn đẹp quá hả? huyền ảo. Cái này là Freeway 15. Từ Đây là con đường đi đồ Sài Gòn đi lên Vegas khoảng 4 tiếng, thì 4 tiếng lái khoảng xe là không có kẹt chín xe đó rưỡi nha. chín rưỡi mình sẽ đến. Nhưng mà trước khi tới Vegas thì sẽ ghé Magic Mountain, là có Seven Seven Magic Mountain. là có 7 hòn đá chồng lên nhau. 7 hòn đá là màu sắc. Màu sắc. Cảnh đi Las Vegas thì cũng là đồi núi sa mạc. Đó là Và xe một lửa cái phải chung với lạnh. xe lửa nè. Dài luôn. Nhiều quá chừng luôn á, chở hàng. Chở hàng hóa mà. Đi dòng theo cái núi á. Giờ mặt trời đã lên rồi. Có mặt trời lên nhìn nó đẹp quá, ánh nắng mặt trời đẹp chưa, cảnh hùng vĩ của núi đồi đó. Đó thì đây là đường mình đi Las Vegas. Du khách thường đến Cali thì phải ghé Las Vegas là nơi gọi là thành phố về đêm, khi mà tới nước Mỹ thì phải tới đây tham quan. Hiện tại thành thì phố sòng bài nha, thành phố sòng bài lớn nhất của nước Mỹ. trên xe có hai người bạn từ bên Úc qua. Dẫn hai người bạn này lên Las Vegas chơi. Ở xa xa bên kia cái núi đẹp quá. Chị Lan này coi cái núi nó đẹp quá chị Lan này. Làm những thành hình thù lạ ha. Có cái đường rầy xe lửa kìa. Có giờ nữa mình đi Zion Park. Này là nó chở hàng đó anh. Này là chở container nè. Cái đường mình đi bên đây thì không kẹt, nhưng mà đường bên kia các bạn thấy không nè, có không kẹt xe luôn. Đồ nối đuôi nhau. Đường đi Vegas mà nếu mà kẹt xe đó là đi, có một lần đó là mình đi trên đường mà đường bị đóng á, đi tới 8 tiếng. 7-8 tiếng luôn. Cũng may là xăng đầy đủ trên xe, lúc đó còn chạy xe xăng. Bây giờ đi qua đây là mình đi con đường khác, ở bên kia là đường một chiều, chiều lên và một chiều xuống. Hello, xin chào cả nhà. Hello chị đẹp. Las Vegas thẳng tiếng nha. Hello anh tài xế. Anh tài xế dễ thương, đẹp trai. Hi Joey. Đây, anh chàng này và chị Lani là đến từ Australia, là từ Úc, và dẫn hai người này đi đi Las Vegas, nơi sòng bài. Khi mà tới Mỹ là mình tới đây du lịch,
rất là đẹp. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ đi được ở lại có một đêm thôi. Thì dì sẽ cố gắng quay cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem về Las Vegas, nơi đẹp, những địa điểm đẹp, những nơi nào mà cần đi thì bạn nhớ đón xem nha. Yeah, you ready? Vegas thẳng tiến. Thẳng tiến. Còn yeah, còn khoảng 2 tiếng rưỡi thì mình sẽ tới Seven Magic Mountain. Những cái cây không có mọc nổi luôn, khô cằn. Thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt. Las Vegas này là nóng lắm. Ai vậy? Yeah. Giống như là một bức tranh vậy đó. Quay cho bạn, các bạn xem nha. Đây là đường đi lên Vegas, là sa mạc đó. Ở đây rất là nóng. 90-100 độ F. Nóng lắm á, ba mấy độ. Độ C. Nhưng mà nó cũng có cái đẹp riêng của sa mạc. Những cái cây đó giống là nó phải cây xương rồng đó. Cây lớn không nổi luôn. Lúc nào đi nó cũng vậy á, không có cao lên cây á. À, phía dưới nhỏ nhỏ để đây đang cửa hàng quá. Bây giờ gia đình dừng chân nghỉ giải lao ở đây. Chắc cũng nửa đoạn đường rồi. Đó. Đây thấy thấy cặp này hay không? Đó, tình chưa? Đó, bồng xuống luôn á. Mình nghỉ giải lao ăn uống chút đỉnh ở đây. Đi bộ giãn chân, giãn cốt một chút nha. Hello, hello. Oh, hello, hello. Tới cái chỗ nghỉ dừng chân á, thì ở đây có cái chạm sạc điện. Thì đây là cái đồ sạc cho xe VinFast. Giờ mình đã biết rồi, thì nếu mà chạy nửa đường mà mình hết pin á thì mình chạy vô đây mình sạc. Một bên là của Tesla, một bên là xe này là nè, của mình là loại sạc này nè. Không tiện, không biết cái này là EV charge. Cái này mình có cái app, hoặc là mình cứ cho thẻ vào mình chạc thôi. Vậy là mai mốt mình đi lái xe VinFast đi Las Vegas được rồi. Yên tâm, không có sợ. Hôm nay thì đi chung với gia đình, đi chiếc minivan 6 chỗ, 7 chỗ nhưng mà đi 6 người, 3 cặp thôi. Ở đây không khí rất là mát mẻ. Những cái dãy núi, như sa mạc, không có một cái cây luôn. Toàn là đá khô cằn. Ở đây có chỗ ngồi để mình nghỉ ngơi sạch sẽ, ngồi ăn uống ở đây. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Good morning, Joey. How you feel? Good. Good. Yeah, good. Just video for YouTube channel. Chị đẹp Cali. Yep, yeah. Bánh mì Cali. Yeah. Oh my God, that's a big one. Yeah. Yeah, you share with him. Yeah. Oh no, not for me. Huh? Ah, bánh mì.
Ngon ngon ngon. Bánh mì đặc biệt Cali. Ăn gì? Anh nấu hồng nổi quá nha, nấu hồng nha. Nó này à. Đây đây người mẫu chụp hình dáng người mẫu. Bên này, bên này đẹp chưa? Ở núi đường đi hai bên rất là đẹp. Sau khi mình nghỉ ăn uống và tiếp tục đi còn khoảng 1 tiếng 15 phút nữa là tới Seven Magic Mountain. Hai tiếng rồi. Nãy giờ nãy mình đứng đó mình ngồi. Bên đường là toàn là đồi núi không nha các bạn. Khô cằn, cây cối khô cằn lắm. Ở đây không có mưa. Không ai ở đây hết á. Khí hậu sa mạc. Coi như mùa nóng là nóng dữ lắm mà mùa lạnh là cũng lạnh dữ lắm á. Tắc nghiệp bởi vì cây cối còn sống không nổi thì sao người sống đây được. Đi cũng khoảng 2 tiếng rưỡi rồi nha các bạn. Còn có khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến Seven Magic Mountains. Chỗ đó là một địa điểm mà đi ngang Vegas thì mình phải kéo vào để mình chụp vài tấm hình lưu niệm. Sắp đến Vegas rồi. Đến khu vực này mình thấy có cây cối nó xanh tươi hơn. Chỗ này chắc có mưa rồi. Khi mà đi đến mình thấy có cái dốc cao đi lên vậy là sắp đến Vegas rồi nha các bạn. Khoảng 1 tiếng nữa là tới đó. Đường này đường lên dốc rồi. Con gì nè đó, nói bằng vàng vàng đó cô. Ôi, dọc dọc đây có bắt đầu cây nó. Cái này là bông hoa hay là bông gì nó vàng vàng á. Mà nãy giờ cũng chưa thấy nhà ở. Từ từ chưa đi. Bây giờ gia đình đến cây xăng để đổ xăng. Ồ, các bạn có thấy không? Giá xăng ở Cali mất rất là mắc nha. Loại xăng rẻ nhất là 5 đồng 99. Loại mắc hơn chút là 6 đồng 29. Và cái mắc nhất là 6 đồng 59 nha. Ở Cali là tiểu bang có giá xăng mắc nhất của nước Mỹ đó. Ở đây có làm ta làm cái tiểu cảnh nè. Ta đi đào vàng á. Cảnh dân Cali lúc trước đi đào vàng đây. Mình
vô đổ xăng xong rồi vô ở đây đã có cái shop nhỏ nhỏ mua cà phê uống. Cà phê Mỹ không có ngon bằng Việt Nam. Ở đây nhãn hiệu. Không nhãn hiệu vậy. Cái này là cà phê cây xăng. Ở đây có bán những cái đá, những cái đồ lưu niệm à. Đồ lưu niệm. Mà mấy này lạ. Mấy cái này là ồ đá nặng lắm nha. Wow. Cục đá. Wow, một cục đá này cũng là 40 đồng đó nha. Mắc quá ha. Này người ta làm bằng tay mà. Thủ công. Thủ công mà. Mà màu sắc nhìn đẹp quá hả? Còn mấy cái này bé bé xinh xinh nè. Cái này cũng 15 đồng á. Bán cho du khách thì mắc rồi. Wow. Nha. Cái này là có 900 đồng á. 900 đô nữa nha. Wow, 900 đô là cộng thuế nữa. Thì biển sao đầy đầy bịch nó là mình đầy cua đầy bịch là 10 đồng. 10 đồng. 10 đồng cộng thuế. 10 đồng. Thì bao nhiêu cục? Cũng nhiều á. Không, mình đi kiếm với những cái cục mà mình yêu thích. Nhiều ghê. Chắc cũng được mười mấy cục. Mấy 20 cục á. Cô thích hả? Cô để đâu? Để vô hồ cá hả? Không, hồ cá ủ hồ tí mà. Cái hũ mình bỏ cây vô á, mình trồng cây hay là chim hoa. Joey, what do you think of coffee? Okay, I'm not like Vietnamese coffee. Coi như những trạm xăng dọc đường này thì họ cũng có bán những đồ ăn, những cái đồ lưu niệm cho mọi người khi đến dừng chân đổ xăng rồi đi rửa mặt, đi toilet. Giống như một cái cửa hàng bán đồ ăn rất là tiện lợi cho du khách dừng chân. Đây là con đường dọc dọc, coi như mình còn khoảng nửa tiếng nữa là tới Seven Magic Mountain. Nãy giờ mình ngừng hai địa điểm rồi đó. Ly cà phê của Mỹ. Cà phê Mỹ không ngon bằng cà phê ly đâu. Cà phê của Mỹ không ngon bằng cà phê Cali. Cali. Ly xong rồi. Cái chú tài xế dễ thương. Mr. Wang. Hello. Hello, chào cả nhà đằng sau đây. Hey. We almost there. We almost there. Sắp tới rồi. Are you excited? Yeah. Coi như bạn first time for Joey. Bạn Joey ở bên Úc là lần đầu tiên đi Las Vegas. Lần đầu tiên qua là, Mỹ rất luôn. Rất là thích thú nha, rất là hào hứng nha. Here we come. Đó, chính xác luôn. À, còn chị Lani thì đi một lần rồi nhưng mà đi giống như cưỡi ngựa xem hoa. Lần trước hôm đi nay tour là vừa có tài xế vừa có tour guide đó. Vừa có hướng dẫn viên du lịch cho mọi địa điểm đi, du lịch ăn uống luôn này bao chọn gói luôn nha, chứ không phải là ai là cần thua thì, như liên trước lạc. Đi. Thì liên lạc 1-800 chia đẹp Cali. Muốn đi chơi ở đâu cần tài xế rồi cần khách sạn ăn uống chỗ ăn nào ngon rồi. Và dạ đúng rồi. Hoàn cảnh hai bên rất là đẹp nha, đồi núi rất là hùng vĩ. Ở đây thấy cây cối xanh tươi rồi đó. Chắc chỗ đây là mưa nhiều hơn. Ở trên nhìn xuống nhìn đẹp quá ha. Là cánh đồng cuối tuần vừa rồi là những ngày lễ mọi người đi chơi, hôm nay bắt đầu người ta đi làm rồi nên bây giờ mình đi đường đó nó rất là trống trải, mọi người đi làm hết rồi bây giờ mình mới đi chơi nè. Hôm qua là bên Mỹ là lễ cho nên nhiều người nghỉ, họ đi chơi Las Vegas rất là đông nhưng mà mình né, không có muốn đi ngày lễ. Về là kẹt xe vậy lắm. Đi ngày thường thì đây các bạn đông. Thấy con đường trống trải không? Bình thường ở đây là rất là đông ha. Ngẹt xe luôn á.
bây giờ đã đến tiểu bang Nevada rồi đó các bạn ơi. Nó không có trong cái vỏ Nevada rồi đó. Nhưng mà còn khoảng hơn nửa tiếng nữa mới đến thành phố Las Vegas. Welcome Nevada. Đây là sòng bài rồi đó. Bên đây là sòng bài đó chị. Buffalo Bills and Casino. Đó, đây là một cái casino nha các bạn. Có, mới bắt đầu vô tiểu bang Nevada, họ chào đón mình bằng một cái casino. Coi như xứ của đánh bài. Thành phố sòng bài nha, lớn nhất của thế giới nha. Hai vợ chồng em là đi Las Vegas suốt nhưng mà không biết đánh bài. Có lần đi vô sai ấp cái để mà mình đăng ký cái khách sạn đó, thì họ cho tiền mình, lúc đó là mỗi người được 25 đồng. Ra đánh bài cái hỏi cái người trong đó đó, hỏi giờ tao tiền này tao xài sao, tao làm tao kéo máy như thế nào. Họ nói, họ nhìn em mà họ chừng chừng nói mày lên đây mà không biết, mẹ không biết đánh bài sao. Ai cũng nói hai vợ chồng này là chắc bộm đánh bài tại đi Vegas xuống à. Ở đi, nhà đi lên Vegas đây rất là gần, chỉ có đi ăn uống đi coi show. Mình sẽ vô cái exit này để vô cái Seven Magic Mountain. Không vô chứ. Không vô đây tại vì trên đường. Exit Trail 12. Không, mình đi vô đây mình phải chạy thêm vòng vòng nữa mới tới đó chú ơi. 7 phút. Cái casino, đây cũng là casino gọi là Terrible. Vô đây 6 khủng khiếp. Rồi mới đến chỗ đó. Rồi phải vô cái 261 nè. Giờ nó đóng cửa rồi. Ở chỗ đó cái khách sạn này nó bị đóng cửa. Đó, sắp tới là Seven Magic Mountain. Các bạn thấy những cái đá mà đủ màu sắc chồng lên nhau không? Đó là Seven Magic Mountain. Cái này là người ta làm chứ không phải là nó thiên nhiên. Như bảy cái cột đá đó đó, họ chất đá lên với nhau mà gió cái chỗ này á, gió rất là nhiều. Ủa, mà nó không phải là cái đá đó cô hả? Đá. Ôi, mình đổ vô, mình đi đi bộ vô, mình đậu xe mình đi bộ vô nha. Ở đây thì có cái chỗ mặt kinh đậu xe, rồi sau đó mình phải đi bộ vô phía trong này. Đường thì đá thôi. Lần trước mình đi vô đây là trời mưa hả? Hơi bị ướt át cái chỗ này. Bây giờ là 10 giờ 15 rồi. Đầu là nắng nóng rồi các bạn. Bởi vì đi càng đi sớm càng tốt. Nãy mình ghé hai nơi cho nên là dừng cũng hơi lâu. Thấy chưa? Những hòn đá này là man-made, là con người xây nó lên, bỏ cục đá lên. Seven là số 7. Magic là giống như là huyền bí, huyền ảo. Mountain giống như núi, là người ta tạo ra 7 cái núi nhỏ nhỏ vậy, đủ màu sắc hết nha các bạn. Đứng ở chỗ nắng mà. Bên phía bên kia là cái freeway 15 đó các bạn, đường đi lên Vegas đó. Thì đây lên Vegas còn khoảng 30 phút nữa thôi.
Vegas á, thì ghé qua đây chụp vài tấm hình làm kỷ niệm. Màu sắc sặc sỡ. Anh họ cũng bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Đi ra xe lại. Rồi, let's go. Rồi bắt đầu đến thành phố Las Vegas nha các bạn. Cửa ngõ của thành phố, đi vào đây, vào thành phố đây. Xong rồi, là cái khách sạn đầu tiên. South Point. Bây giờ mình sẽ đi ghé shopping. Đi vòng vòng shopping coi. Trong khu này thì bán những cái thứ mặt hàng thế nào, có lớn như ở bên California của mình không nha. Đến cái đây là khách sạn Mandalay Bay. Khách sạn này có dòng sông lười nè nha, có bãi biển. Ở bên trái là gì? Đây là con đường Las Vegas Boulevard nha các bạn. Là đầu của con đường đại lộ chính của thành phố Las Vegas đây. Nhưng mà phải đi về hướng sau, đi xuống dưới nữa thì mới là rất là đông, mới là vui, mới là trung tâm của nó. Thì gia đình sẽ ở trong khách sạn ở ngay trung tâm của Las Vegas. Đây là cái bảng này, biểu tượng của Vegas. Bây giờ mình đến outlet shopping Las Vegas shopping. Mình quẹo đây là mình tới nè. Outlet kia. Hello em. Tới nơi rồi, tới shopping rồi, giờ dẫn hai người này đi shopping nha. Dạ, đúng thứ hơn đây là mà Michael Kors, Gap. Đó, chị muốn đi shopping store nào? Bây giờ mình đi thôi. Hey, let's go. Bây giờ vô cái store đầu tiên đi. Michael Kors nha. Cái shopping center này cũng lớn rồi nha các bạn. Đây họ gọi là Las Vegas Premium Outlet. Ở sau Las Vegas Boulevard. Những tín đồ mua sắm thì có thể đến đây nha. Yeah, cái cửa này mới vô nãy, phía ngoài người họ không có cho vô. Vô đây thấy mát mẻ quá. Ở ngoài hôm nay nóng nha. Michael Kors. Vô đây cho các bạn tha hồ mua sắm nha. Sẽ quay một chồng cho các bạn xem nha. Banana Republic. Bây giờ mình đi vô trong cái tiệm Michael Kors. Đây bán đủ các loại giỏ sách nha các bạn. Kiến, mình vô kiến nè. Hello. Nhìn đẹp quá. Đủ loại hết hả? Đủ màu sắc luôn. Cái này là 119 đô. Được giảm giá 20% nữa. Lại đây coi. Bạn được giảm được khoảng 20 mấy đô đó. Đồ ở đây rẻ, này là hàng của outlet đó, cho nên là rẻ hơn là ở shopping ở chỗ mình. Bây giờ cái giỏ này có 89 đồng một cái thôi. Outlet có nghĩa là những hàng sản phẩm mà nó có thể là nó hết fashion rồi, nó không còn mới nữa. Là giống như bán nhiều, cái số lượng nhiều. Nếu như cái nhà sản xuất nó bán ra thì cũng có nhiều cái giống như lỗi, có thể có những cái lỗi chút đỉnh nhỏ nhỏ nào đó. Bởi vì nó rẻ hơn so với sản phẩm mà mua trực tiếp ở những cái shopping center lớn. Mấy này có 159 đồng thôi. Dễ thương quá. Có cái dây ở trong này. Yeah.
Beautiful, quá đẹp. Nice. Màu cam đẹp hơn. Có cái dây này cũng tiện. Như màu đen thì mặc đồ dễ hơn, màu cam thì... À, mình có thể mình để dưới này mình xách tay. Rồi để như vậy. Hoặc là mình gỡ ra. Kéo cái dây này ra luôn. Là hộp hộp chiếc áo à. À, matching ha. Cái điện thoại mình có thể dắt ở đây cho nó tiện, hoặc là mình ở trong này cũng rộng đó nha. Hộp hộp đẹp chứ. À, màu đẹp. Giờ đi một vòng xem nha. Ờ, đủ kiểu hết à. Cái này thì 119, cái này rẻ hơn ha. Có quần áo nữa. Ồ, có kiến nữa. Mà kiểu nó không có nhiều. Kiến này có 89 đô à. Ừ. Rẻ quá. Thì nó coi là giảm giá. Rẻ quá. Nhẹ. Nó hơi khác nhưng mà cũng hiểu. Cái này là unisex mà. À, nam nữ đều đeo được hết. Dạ. Cũng được. Hơi nhỏ, hơi nhỏ. Nhỏ à? Hơi nhỏ. Dạ. Nhỏ, nhỏ hơn cái hơi nhỏ. Cái loại kiến này của anh bự hơn á. Dạ, này bự hơn chút ha. Này đẹp hơn. Tất nhiên là vợ mua phải đẹp thôi. Phải nói vậy. Sự thật nó là vậy. Chị thử cái trắng này. Nghe tôi. Cái này sao? Cũng đẹp á. Mà có vẻ nhỏ hơi so với hơi, cái hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Ồ, cái này còn 71 đô thôi. Giảm được 20%. Như 89 đồng được thêm 20% off nữa. Bây giảm được 20% nữa là còn 71 đồng. 71 đồng. Ờ, màu cũng đẹp á. Màu này cũng hợp với áo ha. Cái này đi biển đẹp hả? Sao? Ông xã thấy sao, đẹp không? Đương nhiên rồi. Đẹp, mang gì mặc gì cũng đẹp. Thank you. À, bây giờ thử qua cái kiến trắng này. Cái này là kiến này, màu này cũng màu trắng mà là nó có cái chữ MK là Michael Kors. Cái này mình hai cái shape nó khác nhau, một cái nó vuông vuông, cái này nó góc cạnh hơn. Mình cô này góc cạnh. Không hơn. Biết là thích hai cái này, không biết là mình chọn cái nào đây. Hay mà bự chắc đẹp, hơi nhỏ hả? Có mặc em được không? Không vô hả? Phải bự hơn một chút á. Bự hơn một chút đẹp. How about this one? I like bigger. Chị tính lấy này nhỉ? Dễ thương chưa nè. Đôi giày đẹp á chị. Bao nhiêu? Nếu mà mua ở đây là được giảm thêm mỗi những cái mặt hàng trong này là được giảm thêm 20% nữa đó. Ông thích cái đôi này. What? How much is it? Where you get it? Oh. Okay, ask them. Yeah. Các bạn có đoán được là cái đôi giày này hiệu Michael Kors. Nhưng mà made in Việt Nam nha. Đây, wow. Quá tuyệt vời luôn, hàng nè. Chị cầm cái đôi giày. Đây. Đó, để em quay gần lại. Đâu rồi? Yeah, bình thường giá là 100 đồng nhưng mà đang giảm giá là 79, coi như 80 đó. $80. Wow, đẹp quá, kiểu đẹp á, màu đẹp nữa chị. Cái này dễ mặc đồ nè. Ooh, go in the bottom. Ask them what size you can ask her.
À, qua đây là thêm hàng giày dép nữa. À, những cái giày cao gót. $79 mà còn bớt thêm được 20% off nữa. Bớt giá được thêm khoảng mười mấy đồng, coi như còn có năm mấy đồng à. Cái này cũng êm đẹp á. Mới đậu cái vỏ. Wow. Các bạn đón cái vỏ này bao nhiêu tiền? Cái vỏ này. Vỏ nó thì cỡ đã này người ta gì? Mà cái vỏ này đợi 10 năm rồi đó. Nhưng mà cái vỏ này nó có kim tuyến, có hộp tròn kim tuyến. Và như ba người lấy ba cái vậy. Coi như 50 đồng mà họ bớt 30% còn có 30 mấy đồng cái thôi. Mua quá chừng luôn, mua 4 cái vỏ mà có 159 đồng thôi các bạn ơi. Cái này là outlet cho nên đồ rẻ. Giờ đồ rẻ là giảm giá. Mua shopping xong rồi, bây giờ mua giày, mua vỏ, hai ba cái vỏ luôn à. Ok, we done shopping. Hết pin rồi mà. Dạ. Đây chú ơi. Đăng ơi, Đăng ơi. Rồi bây giờ mình đi về khách sạn hả? Không, cái sạn về giờ đợi mở cho những cái sạn. Rồi để giày dép vỏ vô.